Đây là một món ăn cũng khá là ngon nha cả nhà. Nộm hoa phượng hay là gỏi hoa phượng đây. Khi ăn thì nó có cái vị chua chua, bùi bùi, rất là ngon và cũng là thơm ha cả nhà ha. Cả nhà hãy thử một lần ăn cái gỏi nộm hoa phượng nha. Nó có vị chua chua và hơi chát chát nhẹ thôi nha cả nhà, nhưng mà nó rất là tuyệt vời á. Hôm nay mình sẽ làm gỏi hoa phượng nha cả nhà. Ở đây mình có một ít bông phượng nè, bông phượng này là mới hái lúc sáng nha cả nhà, rất là đẹp nha, chưa là một xíu nữa là lặt nha cả nhà. Đây là tôm, tôm cấp đông á, mà mình đã cấp đông cũng lâu rồi đó ha. Giờ hôm nay lấy ra gã đông để làm gỏi nè cả nhà. Tôm này thì mình đã rút chỉ ra rồi, giờ rửa cho nó sạch rồi, bây giờ chỉ cần gã đông và đem đi luộc thôi nha. Rồi rau mùi thì mình sử dụng là lá quế nè, rau găm và vài cọng hẹ nha, đậu phộng rang. Đây là tỏi sấy nè, hành mình cũng đã sấy lên rồi, ớt băm và tỏi sống nha, mình cũng đã băm sẵn luôn nha cả nhà. Và đây chanh để làm gỏi nha cả nhà. Đó, mình có vài trái chanh nè, mình sử dụng là nước mắm nha, nước mắm Nam Ngư chưa su và đường, sử dụng đường cát nha cả nhà. Cả nhà sử dụng là đường làm gỏi á, mình có thể sử dụng đường nào tùy thích nha. Ở đây thì mình có chuẩn bị cái nồi nước sôi sẵn nè cả nhà, chờ tôm đã sau khi gã đông rồi nè ha, mình để vào trong nước sôi này luộc. Tôm thì luộc rất là nhanh chín nha cả nhà, một chút là tôm đã chín nè, tầm cỡ khoảng là 3-4 phút là tôm đã chín nha. Đây bông phượng, mình sẽ lật lấy bông phượng nha. Cái phần này nè thì nó ăn có cái vị chát chát nha. Cái nhánh này nè cả nhà, mấy cái nhị ở bên trong ha, nó cũng rất là chua, mình thích ăn chua thì mình lấy luôn ha. Mình bỏ thằng cái nhị trái nữa nó cả nhà, và cái cuốn không à. Đây là cái phần tôm, thịt tôm cấp đông sau khi mình đã gã đông ra và luộc chín và lọc vỏ ra nè cả nhà, đùi đầy đủ luôn ha, rất là đẹp và thịt tôm rất là dai, nhìn rất là ngon nha cả nhà. Rồi chuẩn bị một cái tô. Rồi mình cho vào 3 muỗng đường nha cả nhà. Thôi mình nặn vào một ít chanh. Mình sử dụng làm gỏi và làm nước chấm là hai trái chanh nha cả nhà.
Rồi mình múc ra phần nửa là để mình làm nước chấm nha cả nhà nha. Phần còn lại thì mình làm nước gỏi. Rồi cho vào một ít tỏi nè, thêm một ít ớt nha cả nhà. Cho phần nước gỏi mà mình trộn nó đậm vị hơn ha. Thêm mình chuẩn bị một cái thau để trộn gỏi. Mang ngang tay vô đây cả nhà. Hẹ này mình cắt khúc ra nha cả nhà. Bông phượng thì mình cho hết vào trong cái thau nha. Và tôm. Rau găm và lá quế thì mình cũng cho hết vào luôn. Lá quế và rau găm này có thể là mình cắt ra ha, hoặc là không cắt thì mình để nguyên cũng được, không sao. Cho hết cái phần nước trộn gỏi vào luôn nha cả nhà. Rồi mình sẽ cho phân nửa hành phi nè và phân nửa tỏi phi vào ha. Trộn đều lên nha cả nhà. Trời ơi, lúc này nó thơm cả nhà ơi. Mình trộn như thế này chút xíu là cái phần rau này nó sẽ xèo xuống như là đủ một dĩa nha cả nhà. Thì hôm bữa mình có làm gỏi măng cụt, gà măng cụt ha, gỏi hải sản măng cụt. Hôm nay thì mình sẽ làm gỏi phượng đấy. Hôm nay mình chỉ làm đơn giản, chỉ là tôm thôi nha cả nhà. Đấy cả nhà thấy không, mình trộn đều là cái phần rau á, phần hoa này nó sẽ xẹp xuống nè cả nhà. Rồi mình cho ra dĩa và cái phần đậu phộng là sẽ cho sau cùng nha. Mình sẽ cho cái dĩa gỏi này ra cho cái dĩa nha cả nhà. Ở trong miền Tây á thì kêu là bằng gỏi ha, còn ngoài miền Bắc thì các bạn kêu bằng gì, bằng nộm. Rồi mình xắt một ít tôm để xung quanh cái dĩa cho nó đẹp á cả nhà. Sau cùng thì mình sẽ cho một ít phần hành phi và tỏi thơm còn lại đó cả nhà, cắt lên trên cái dĩa gỏi cho nó thơm ha. Và bước sau cùng là đậu phộng gan. Rồi đậu phộng gan này á là làm cho cái gỏi á, nó sẽ bùi hơn. Nên đậu phộng này có cũng được, không có cũng được, cũng không sao ha, tùy theo. Thì theo mình thích thì mình để vào, còn không thích thì thôi mình khỏi để nha cả nhà.
Và đây là cái phần nước chấm này cả nhà. Nước chấm này thì mình cho thêm một ít nước mắm vào nữa nha. Tại cái phần làm gỏi hồi nãy thì nó có vị chua hơi nhiều nên là mình cho thêm nước chấm nữa. Nếu mình ăn cay thì mình để nhiều ớt ra cả nhà. Đấy, như vậy là mình đã xong cái phần nước chấm rồi đó cả nhà. Đây, rất là ngon rồi nha. Thì đây là cái dĩa gỏi này.